Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 1 thì Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng cứu hộ vẫn làm việc khẩn trương ở hiện trường, nơi bé trai Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Hôm nay đã, đã bước sang ngày thứ 13 từ khi bé Hạo Nam gặp nạn. Tuy nhiên công tác cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mưa lớn. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết tổ điều hành cứu nạn cứu hộ đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 4 và đào được sâu hơn tầng 4 khoảng 2 mét. Ngoài ra lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục đào đất bằng cầu cạp kết hợp với gầu ngoạm và sử dụng hai vòi sói cắt phá đất tại các khu vực chật hẹp mà gầu cạp, gầu ngoạm không thao tác được. Trước đó ngày 10 tháng 1 do mưa lớn kéo dài làm ảnh hưởng đến công tác triển khai cứu nạn dẫn đến việc đưa thi thể bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông lên mặt đất càng khó khăn và hiện chưa xác định được ngày đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất. Trước đó, như VTC14 đã thông tin, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng với ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh Lộ 857, xã Phú Lợi, tỉnh Đồng Tháp để nhặt sắt. Không may thì bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 mét. Vào tối ngày 4 tháng 1 năm 2023, sau hơn 4 ngày thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp. Lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.